Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm Kỷ Sửu, là ngày thứ 3 của khóa tu niệm Phật lần thứ 30 tại chùa Long Thành, mà ban tổ chức được sự giới thiệu của cô Thanh Tân Xuân, doanh nghiệp xây dựng Tân Xuân, giới thiệu cho chúng tôi để thỉnh Đại Đức Thích Nghiêm Đạo về đây để có một buổi pháp thoại đến toàn thể đạo tràng tại chùa Long Thành. Đối trước quý Phật tử, xin kính giới thiệu Đại Đức Thích Nghiêm Đạo, trụ trì chùa Ninh Nghĩa, chánh đại diện Phật giáo huyện Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, sẽ ban bố một thời pháp cho đạo tràng chúng ta vào buổi sáng nay. Xin kính giới thiệu toàn thể đến đạo tràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con giờ đây đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Giảng Sư ban bố một thời pháp để cho toàn thể đạo tràng chúng con làm những tư lương, làm những hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức trụ trì chùa Long Thành, kính bạch chư Tôn Đức Bổn Tự, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay. Trước khi chúng ta trao đổi một số vấn đề của Phật Pháp, tôi xin kính nguyện cũng như kính chúc Đại Đức trụ trì cùng tất cả quý Phật tử trong đạo tràng luôn luôn có một cuộc sống an lành và tốt đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta gặp nhau hôm nay đều từ cái nhân duyên, phải không quý vị? Cái nhân duyên hội tụ trong một cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, an lạc như thế này, chứng tỏ chúng ta ở trong đạo tràng này đã nhiều đời, nhiều kiếp gieo trồng và đi trên con đường này rồi. Do đó, hôm nay chúng ta ngồi lại để mình trao đổi với nhau. Trao đổi những cái gì? Cái cuộc sống thì quý vị đã rõ rồi, đúng không? Cái tuổi đời của quý vị thì dĩ nhiên là giải dầu sương gió, phong ba bão táp với cuộc đời, là quý vị rành hơn quý thầy. Nhưng mà quý vị trở về đây thì quý vị đối với Phật Pháp còn rất là mới mẻ. Đôi khi có những vị mới vào đạo tràng này cũng có thể một lần đầu tiên. Do đó nên chúng ta đối với Phật Pháp và cái tri kiến của Phật Pháp cũng như cái Phật tánh không thể lấy cái giá trị và cái kinh nghiệm của đời thường để ứng dụng được. Do đó chúng ta cần phải trao đổi. Quý vị thấy tôi xuống đây cũng cái hữu duyên, vừa bước vào cổng là biết người quen rồi. Thầy trụ trì với thầy là hình như 6 năm học chung tại Vĩnh Nghiêm, học trung cấp Phật học, rồi học cao đẳng,
Rồi sau đó mỗi người mỗi nơi, thầy thì đi du học tiếp ở Thái Lan, còn thầy trụ trì thì lúc đó đi đâu không rõ, nhưng mà giờ này là về trụ trì ở đây. Tất cả đều là nhân duyên hết. Quý Phật tử phải biết như vậy. Thì hồi nãy tôi xuống tôi có nghe ai ca đó, tập cho Phật tử ca phải không? Dạ, rất là sôi nổi, rất là hay. Tại vì á, mình tu, nhưng mà cái giá trị của người tu là trên cái sự an lạc của tự tâm. Phải quý vị? Cái mục đích cuối cùng của chúng ta là cái sự an lạc của tự tâm. Mà Phật tử về đây tu một ngày an lạc, thì trước khi trao đổi, thầy xin tặng cho quý vị một bài ca. Bài ca này có tựa đề là Khi ta gặp nhau. Tại vì mình mới gặp nhau nên quý vị nên lắng nghe bài ca này. Gặp nhau trên cái con đường này và gặp nhau với cái tư tưởng an lạc và giải thoát. Quý vị lắng nghe thầy ca hơi dở hơn chút, thấy không? Thầy Nghiêm Bình á, là sư đệ của thầy, nhưng mà thầy thì không bì với thầy Nghiêm Bình được, tại vì thầy Nghiêm Bình là ca sĩ, còn thầy xếp vô là dạng ca lẻ, do đó không bì được. Khi ta gặp nhau, hai tay chắp lại, cùng kính vui tươi, miệng nở nụ cười. Xin chào tặng người một câu niệm Phật, A Di Đà Phật, kính dân tặng người phút giây tuyệt vời. A Di Đà Phật, kính dân tặng người vì Phật tương lai, vì Phật ngày mai. Đi trên đường tu, ta luôn chánh niệm, đoạn dứt não phiền, chấp ngã đảo điên. Giây phút nhân duyên, lòng chấp tay chào, tâm thanh thề nguyện, đồng sanh tịnh độ. Quý vị thấy, mình gặp nhau, mình chắp tay chào nhau, phải không quý vị? Trong cái sự cung kính và trang nghiêm. Để chi? Để trân trọng nhau. Trân trọng cái gì? Trân trọng cái giá trị tu hành giải thoát. Chúng ta thường thường quý vị đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta cũng có tham dự các khóa tu trong các cái đạo tràng. Rồi chúng ta cũng được cái sự hướng dẫn tu tập của quý thầy, quý chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, để chúng ta ứng dụng vào cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Nhưng quý vị thấy khi nói ra cái câu niệm Phật, chúng ta thấy dường như nó lạc lẽo, phải không quý vị? Nó lạc lẽo, dường như nó lạc lẽo, nhai đi nhai lại, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhai đi nhai lại như vậy. Nó dường như không có một cái ý nghĩa và sắc thái gì, phải không quý vị? Nhưng không phải như vậy. Ở đời á, quý Phật tử thường chuộng cái gì? Thường chuộng cái gì thấy được, thường chuộng cái gì nghe được, thường chuộng cái gì xúc chạm được. Cái thấy là thấy cái gì, cái nghe là nghe cái gì, và xúc chạm là xúc chạm cái gì. Chúng ta chỉ biết chạy theo những cái hư vọng,
không chạy theo cái sự thật. Mà đạo Phật á, là quý vị biết đạo Phật là đạo thật, nói thật, làm thật, chứ không phải là nói để nghe. Mà nói để nghe rồi ứng dụng sự thật đó vào cuộc sống hàng ngày. Thường ngày thì chúng ta nghe lời khen, chúng ta vui. Nghe lời chê, chúng ta buồn. Chúng ta thấy hình tướng đẹp, chúng ta hoan hỷ. Chúng ta thấy hình tướng không đẹp, chúng ta không được vui. Phải không? Đó. Tức là trong đời sống hàng ngày, chúng ta chuộng theo những cái gì? Tai ưa, mắt thích. Chứ còn nói mà hơi nghịch nghịch với chúng ta là chúng ta không chịu, không hài lòng. Dù cho cái lời nói thật đó, nó lại mang một cái ý nghĩa, cũng như mang một cái gì đó tốt đẹp nhất đến cho chúng ta cũng không nghe. Mà cái người nào nói lên hoặc là họ vua nịnh theo mình, họ nói những cái điều mà gọi là mình ưa được, mình nghe, mình lọt lỗ tai được, là bắt đầu là mình cảm thấy vui rồi. Chuyện sau đó tính sao? Đó. Do đó nên quý vị cứ chạy theo những cái gì ở bên ngoài mà không sống thực thể lại với chính bản thân mình. Rồi bây giờ chúng ta cũng có đầy đủ cái nhân duyên phước báo, chúng ta về lại cái đạo tràng Long Thành này, chúng ta được cái sự hướng dẫn của quý thầy để chúng ta tu tập, để tâm của chúng ta được an lạc. Vậy thì trong cái câu niệm Phật, tại sao chúng ta lại không thấy được cái sự an lạc, và chúng ta không thấy được nó có cái sắc thái ở trong đó? Là do lục căn của chúng ta chưa dồn vào câu niệm Phật. Phải không quý vị? Quý vị niệm Phật còn phân tâm. Niệm Phật mà tâm không ở tại tâm để niệm Phật. Nên hôm nay tôi đến đây cũng xin mạo muội, tại vì cái gì mà thầy học được, thầy tu được chút đỉnh đó, thì tôi đem ra để tôi trao đổi với Phật tử, để quý vị nắm, cũng như là củng cố cái niềm tin, đồng thời quý vị xác lập cho mình cái con đường đi của mình là đúng đắn, tự tin mà đi. Thì hôm nay tôi đến đây cũng muốn trao đổi với Phật tử cái đề tài là niệm Phật tâm yếu. Chắc cái đề tài này cũng thường quý vị chắc có lẽ cũng thường nghe, đúng không? Mình niệm Phật thì dĩ nhiên là quý thầy thường hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp niệm Phật. Nhưng mà hôm nay tôi cũng xin trao đổi thêm để cho quý vị nắm thêm. Quý vị biết là trong đời sống của chúng ta gặp nhiều cái vấn đề nó không có thỏa mãn. Nó không thỏa mãn là sao? Là vì tâm của chúng ta ham muốn nhiều quá. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật để cho tâm được an lạc. Không phải chỉ có một cái câu niệm Phật đó mà chúng ta an lạc được, mà chúng ta phải thấu được rằng tại sao chúng ta không an, đúng không? Để rồi bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật, nếu nắm được ngay chỗ này nữa thì cái câu niệm Phật nó mới có cái giá trị vững vàng. Chứ còn tâm loạn thì niệm Phật thì được tỉnh là đúng rồi, nhưng phải thấy được cái chỗ nào nó dẫn lên cái tâm bất an để bây giờ phải niệm Phật. Lục căn của chúng ta hàng ngày hướng ngoại, hướng ngoại ra bên ngoài, nhìn nhận đủ thứ ở bên ngoài hết, không có gì là thực thể để chúng ta gọi là sống lại chính với chúng ta. Có đôi khi ngồi trong đạo tràng này,
Quý vị niệm Phật bằng cái miệng, nhưng mà cái tâm của quý vị nó đi đâu? Có nha quý vị. Cái đây hơi bị nhiều đó, chứ không phải không có đâu. Có. Tâm thân ngồi ở đây, miệng niệm danh hiệu Phật, nhưng mà tâm nó đang ở nhà, không biết cái chìa khóa của mình bỏ ở đâu. Heo nhà ai cho ăn, đúng không? Cháu bây giờ nó nhỏ quá, không biết mẹ nó về chưa. Nói chung là đủ thứ để chúng ta phải suy nghĩ hết. Chứng tỏ rằng ta niệm Phật với cái tâm không an, đúng không? Niệm Phật mà trong lòng bồi hồi đó, lo lắng, không được. Thì quý vị phải biết, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta trì giới, chúng ta ngồi thiền, đều làm sao để cho thân và tâm của chúng ta ngồi lại trong hiện tại, thì tâm của chúng ta mới được phần an lạc. Cái tông chỉ của tịnh độ không phải là quý vị tụng kinh là không tốt. Quý vị lên tụng kinh, các kinh là như là Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, tất cả các loại kinh đều tốt hết. Nhưng chúng ta đừng có hiểu sai lệch giữa cái tụng kinh và cái tâm yếu của tịnh độ. Tịnh độ lấy trên ba cái chữ để làm tâm yếu. Chữ gì quý vị biết không? Quý Phật tử. Đúng rồi. Tín, nguyện, hạnh. Bây giờ mình nhắc lại một chút. Tín là niềm tin, đúng không quý vị? Tín dịch là niềm tin, cái lòng tin của mình. Nhưng mà tin về cái gì? Có mấy điểm để quý vị tin. Điểm thứ nhất, quý vị tin Phật, Pháp, Tăng trong đời hiện tại này thanh tịnh. Tin không quý vị? Bộ chưa tin hay sao? Chúng ta tin. Tại vì sao? Tại vì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tăng không chỉ riêng một thầy. Nha. Nhiều vị nói thôi con thấy ông thầy đó bê bối này kia, con không tin. Không phải. Đó là cá nhân của thầy đó thôi. Còn Tăng là bốn vị tỳ kheo đệ tử của Phật gọi là Tăng. Mà cả trên thế gian này chẳng lẽ không được bốn vị Tăng thanh tịnh hay sao? Nên chúng ta phải tin hoàn toàn vào Tam Bảo là thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải tin. Điều thứ hai chúng ta cần phải tin là gì? Là lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tin không? Tin. Tại vì sao? Vì Phật thương chúng sanh như con đẻ, không hề nói dối nửa lời nào. Phật không nói dối chúng sanh, chúng sanh có nói dối Phật. Phải quý vị? Chúng sanh có nói dối Phật. Đôi khi con niệm Phật có 5-3 sâu chuỗi thôi mà con nói con niệm hơi nhiều quá, đúng không? Chúng sanh có thể nói dối Phật, nhưng Phật không thể nói dối chúng sanh. Tại vì tâm của Phật là lấy chúng sanh làm gốc, đúng không? Tâm chúng sanh là tâm Phật, mà do chúng sanh mê muội nên chưa thể thành Phật được. Do đó Phật không thể dối chúng sanh. Nên chúng ta tin tưởng cái lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có thật để cho chúng ta nương tựa mà tu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba,
chúng ta tin cái gì? Tin có Đức Phật A Di Đà và tin 49 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đang tiếp độ chúng ta ở Tây Phương. Tin không? Tin. Điều thứ tư cũng là hết sức là quan trọng. Nếu cái điều thứ tư mà không có quan trọng thì cũng ba cái điều trước cũng không thành tựu được. Điều thứ tư là gì? Phải tin tự tâm của chúng ta niệm Phật được thanh tịnh. Đúng không quý vị? Nếu chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta không tự tin mình niệm Phật có thể thanh tịnh thì làm sao chúng ta an tâm để niệm Phật? Do đó chúng ta phải tin niệm Phật tâm được thanh tịnh và được Đức Phật tiếp rước về phương Tây. Trong kinh Đức Phật dạy nước đục thì sao? Ngọc Mani bỏ vào nước đục sẽ thành trong. Danh hiệu Phật đưa vào tâm của chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Bốn cái điểm này quý vị cần phải tin chắc. Thứ nhất là tin Tam Bảo hiện tại là thanh tịnh, hòa hợp. Điều thứ hai là phải tin lời của Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh Tây Phương là chân thật. Và phải tin điều thứ ba là Đức Phật A Di Đà luôn tâm nguyện tiếp độ chúng sanh về cõi cực lạc. Điều thứ tư là phải tin tâm của chúng ta an lạc và thanh tịnh. Bốn yếu tố này để kiến lập lên một cái đạo tràng thanh tịnh. Nếu quý vị không tin bốn cái yếu tố này thì đạo tràng này sẽ không thanh tịnh. Rồi tới cái gì? Nguyện. Phải không quý vị? Bây giờ mình tính rồi. Rồi bây giờ tới phát nguyện. Đối với Đức Phật á, quý vị biết Đức Phật rất thận trọng. Một chúng sanh nào, một con người nào theo Đức Phật, Đức Phật cân nhắc rất kỹ. Quý vị biết Đức Phật cân nhắc như thế nào không? Ông hiểu ta chưa? Phải không? Ông hiểu rõ ta chưa? Ông biết hết về con người của ta chưa? Nếu chưa biết, chưa hiểu, ông tìm hiểu kỹ đi. Tại vì sao? Khi hiểu ta một cách chân chánh và thật sự hiểu biết ta rồi, thời người này mới thật sự kính ta. Còn người nào chưa thật sự hiểu ta, chưa thật sự biết về ta mà theo ta, là người này phỉ báng ta. Đúng không quý vị? Mình chưa tin một cách sâu chắc thì có thể quý vị sẽ bị lung lay. Ví dụ như bây giờ thầy trụ trì, phải không? Thầy làm những cái việc Phật sự như thế này, lớn lao như thế này, Phật tử hiểu. Bây giờ thầy làm như vậy và tâm của thầy luôn hướng về cho Phật tử và muốn tạo điều kiện cho Phật tử tu hành. Mình tin hoàn toàn như vậy, mình biết hoàn toàn như vậy. Khi quý vị đi ra ngoài có một cái phần tử nào đó không thích thầy, nói ông thầy đã tu không có được, phải không? Đừng có theo. Ông làm như vậy thôi chứ ông có tu hành gì hết á. Sao được, đúng không? Không có. Lúc đó tâm của chúng ta vẫn vững vàng. Còn chúng ta chưa hiểu về thầy, chưa biết về thầy rõ, ra người ta nói cái phân tâm. Rồi bắt đầu sao? Buồn thầy, buồn chùa. Nói thầy sao tu vậy? Phải không? Thấy khổ thầy không? Do đó, quý vị biết nên Đức Phật, cái chữ tin trong đạo Phật rất là quan trọng. Nên Đức Phật muốn các đệ tử của Ngài trước khi theo đạo Phật, theo Phật là phải tin, phải hiểu biết Đức Phật một cách thấu đáo. Để cái niềm tin đó nó vững vàng mãi mãi
nó không bị một cái phần tử nào, nó không bị một cái thời gian, không gian nào lay động được. À, đó mới thật sự là đệ tử của Như Lai. Thì chúng ta tin được như vậy rồi, chúng ta hiểu được Phật là người mà luôn luôn thương chúng sanh như con đỏ, và luôn luôn muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi bể khổ sông mê. À, rồi chúng ta biết được, hiểu được cái lòng từ của Đức Phật đối với chúng ta như vậy, chúng ta tin tưởng hoàn toàn. Rồi chúng ta phải phát nguyện, đúng không quý vị? Quý vị làm một cái gì ở thế gian, quý vị cũng có một cái sở nguyện của mình hết. Ví dụ mình muốn làm một cái gì đó, hay là mình muốn học nghề đó, là tự lòng mình nói sao? Con phải cố gắng, con quyết tâm, con học được cái nghề đó, con làm được cái việc đó. Đó là cái nguyện chứ còn gì nữa. Thì bây giờ Phật tử đã hiểu Phật Pháp rồi, thì quý vị phát một cái nguyện. Nhưng mà nguyện nó có hai cái. Cái gì? Tiểu nguyện và đại nguyện. Mà thường thường Phật tử đi chùa là dùng cái tiểu nguyện không à, chứ không có dùng đại nguyện. Phải không quý vị? A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi Nam Mô đủ thứ cái Nam Mô hết. Rồi sao? Cho con khỏe, chồng con khỏe, con khỏe, cho con làm ăn được, đúng không? Cho con thêm chút nữa trúng số, phải không? À, coi như là cái nguyện tiểu. Tiểu nguyện là cái nguyện cho bản thân mình, cho những người thân trong cái phạm trù mình thương yêu. Đó là tiểu nguyện. Quý vị biết á, chùa thầy đầu xuân á, có ghi cầu an á, có một cái cô, cô vào, cô nói thầy ơi, thầy ghi dùm cái danh sách cầu an dùm cho con. Cô ghi cha cổ, mẹ cổ, rồi tới cổ, rồi tới mấy đứa con. Thầy mới nói ủa, rồi chồng cô đâu, sao cô không ghi? Nói nếu mà chú mất rồi thì cô ghi bên cầu siêu. Cô nói dạ không, con không có ghi, trả theo con khác, không ghi. Đi theo con khác mà, bỏ con, chết mặc kệ, con không ghi. Trong chợ chết sớm, đúng không? À, thành ra không có ghi. Nên cái tiểu nguyện á, là cái nguyện vì bản ngã của mình mà phát lên cái tiểu nguyện đó. Nhưng cái tiểu nguyện nó không hợp với nhân quả của Đạo Phật. Nha, quý vị nên nhớ như thế này. Tiểu nguyện không hợp nhân quả của Đạo Phật. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sống hàng ngày đối với thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chúng ta có làm họ phiền không? Có. Có thể họ phiền chúng ta, mà cũng có thể chúng ta phiền họ. Rồi đối với xóm làng, những cái người không thân bằng quyến thuộc, chúng ta có làm phiền không? Có. Rồi bây giờ chúng ta ăn thịt, ăn cá, chúng ta có nợ chúng sanh không? Có. Tất cả trong cái sự sống này đều là dây nợ với nhau. Tại sao nói là không nợ? Phải không? Ăn một miếng thịt, trả một miếng thịt. Giết một mạng người, phải trả một mạng người. Như vậy thì chúng ta sống ở đời, chúng ta hồi giờ có phạm lỗi không? Rất nhiều. Ai cũng phạm lỗi hết. Từ sát hại cho tới là dâm dật. Dâm dật không nói ở thân đâu, mà tâm khởi ý bậy bạ là đã thành tội dâm dật rồi. Thế đây quý vị nói, ủa sao thầy nói vậy à? Con hồi giờ chân chánh mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà thực tế khi tâm nghĩ bậy bạ, một ý niệm bậy bạ là đã là cái tâm dâm dật rồi. Đã. Nên chúng ta sống ở đời từ lúc nhỏ sanh ra, mà nói chung là từ trong bụng mẹ chúng ta đã nợ rồi, chứ không cần phải ra tới ngoài để nợ. Chúng ta sống, chúng
chúng ta gieo biết bao nhiêu nợ nần. Bây giờ chúng ta lại hững hờ với Tam Bảo. Chúng ta không biết gì tu hành hết. Ai hướng dẫn chúng ta một câu niệm Phật, ai nói một cái gì đó về chân lý giải thoát, một cái gì đó cho chúng ta làm lành, chúng ta đều phớt lờ quá. Chúng ta chỉ lo chạy theo gì? Danh vọng, địa vị, vật chất để bồi bổ cho thân thể này của chúng ta. Rồi khi chúng ta gì? Gần chết rồi chúng ta vô làm sao? A Di Đà Phật cứu con. Cứu nổi không quý vị? Sao cứu nổi? Phải không? Làm sao cứu nổi? À. Nên á, quý Phật tử phải nắm được ngay chỗ này. Chúng ta tiểu nguyện, phát lên cái tiểu nguyện, nó sẽ không giúp cho quý vị được, và quý vị cũng không trả nợ được. Cho dù quý vị được Đức Phật A Di Đà đưa lên phương Tây, ngồi trên hoa sen, mấy cái con nợ dưới này đòi sao mà Phật A Di Đà chịu nổi, đúng không? Phật A Di Đà nhức đầu nhất, ngày nào cũng bị lên đòi nợ, làm sao mà Đức Phật A Di Đà chịu nổi? Thì Đức Phật A Di Đà cũng phải đưa xuống để trả nợ rồi mới lên thôi, chứ không làm sao ở trên đó mà ngồi yên hết. Thầy bây giờ chúng ta nên phát đại nguyện. Đại nguyện là sao quý vị? Khi chúng ta lễ Phật, A Di Đà Phật, con đệ tử tên đó, pháp danh đó, hôm nay đảnh lễ Thế Tôn, đảnh lễ Tam Bảo, là vì cái gì quý vị? Là vì cái sự giải thoát của cái tâm đau khổ của con và chúng sanh, chứ không vì bản thân con, phải không? Con đảnh lễ Ngài là con học theo cái hạnh từ bi, cái hạnh hỷ xả của Ngài, chứ không phải đảnh lễ Phật mà cứ cầu đủ thứ. Rồi con nguyện Đức Phật gia hộ cho con có một cái sức mạnh của tự tâm để con hành trì niệm Phật một cách miên mật và vững chãi, để con được an lạc mãi mãi, và nguyện cho tất cả chúng sanh điều an lạc như con. Phải không quý vị? Nếu tất cả chúng sanh mà người ta được an lạc, người ta được về Tây Phương Cực Lạc hết như chúng ta, thì còn ai đòi nợ chúng ta nữa? Hết nợ thì chúng ta mới an nhiên tự tại ngồi trên tòa sen ở Tây Phương Cực Lạc được. Mình ngồi trên đó mà trong cái sự đau khổ của người khác mình đã gieo cho người ta, bây giờ mình lên đó mình hưởng thụ một mình thì nhân quả có đúng hay không? Đâu có đúng nhân quả đâu. Đó. Bởi thế nên Phật tử phải phát đại nguyện. Trong tất cả chúng sanh đó có chính chúng ta, có cha mẹ chúng ta, có thân bằng quyến thuộc chúng ta, có tất cả chúng sanh. Chứ đâu có nhất thiết là con cầu riêng cho ai đâu. Phải không? Không cầu riêng cho ai mà nó thành tựu trong đó hết. À, nên quý vị biết khi một cái buổi lễ nào, hoặc là khi chúng ta tụng kinh, sau cái buổi tụng kinh là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đúng không quý vị? Ai cũng an lạc hết, ai cũng giải thoát hết, thì ai đòi nợ ai, ai trói buộc ai, thì tất cả đều về Tây Phương Cực Lạc. À. Rồi, tin rồi, bây giờ phát một cái đại nguyện dũng mãnh rồi, vì chính chúng ta đau khổ, chính chúng sanh mê lầm nên cũng đau khổ như chúng ta. Bây giờ chúng ta phát một cái đại nguyện, làm sao cho con thoát khỏi đau khổ và tất cả chúng sanh không còn mê lầm đau khổ nữa. Lạy Phật nhiêu đó thôi là ý nghĩa vô cùng.
Còn quý vị lạy Phật phân tâm quá, lạy Phật trong cái ngã, trong cái sự đòi hỏi, trong cái sự mong cầu quá nhiều. Đôi khi mong cầu nhiều rồi nó không đáp ứng được đó, nó còn đau khổ hơn nữa. Rồi nói là ông Phật ở chùa Long Thành không có linh, con xin trúng số mà không thấy trúng. Còn cái cô đó, cô đi qua miếu ông Tây, ông ta gì đó trúng hoài, đúng không? Cái thành ra Phật ở chùa này không linh, Phật không có chỗ nào linh và không linh, mà do tâm của chúng ta tin tưởng hay không, sự tin tưởng của chúng ta tới đâu, sự giao cảm giữa ta và Phật tới đâu, thì sẽ được cái sự gia hộ của Đức Phật, của Tam Bảo tới đó, chứ không hạn lượng. Do tâm của chúng ta hạn lượng nên cái sự gia bị của Phật cũng hạn lượng. Có quý vị, có nhiều người á, quý vị biết á, họ ra biển ra khơi đó, sóng to gió lớn, hoặc là những cái tai nạn nó chuẩn bị nó ập đến với họ, nhưng mà có thể họ thấy cả cái hình tướng của Phật Quán Âm thị hiện để cứu vớt họ. Tại sao vậy? Mà có nhiều người cũng cầu nguyện Quán Âm mà không có thấy Quán Âm tới giúp. Cái tâm của mình nó không có thành khẩn, nó không có tha thiết, nó không có cảm ứng một cách gọi là trọn vẹn. Phải không quý vị? Nên cái người giữa lúc sống và chết á, nó tha thiết dữ lắm. Nên cái người thường thường gặp nạn mà tới cái giai đoạn, cái mức độ cuối gọi là giữa cái sống và cái chết, thường thường thấy được những cái hình ảnh tốt đẹp của Phật, của Bồ Tát thị hiện. Còn chúng ta là Phật tử trong đạo tràng này, được cái sự hướng dẫn của quý thầy, chúng ta không chờ tới cái lúc đó mới thấy Phật để tới cứu vớt chúng ta, phải không? Mà chúng ta phải thấy như thế nào? Chúng ta phải thấy Phật Quán Âm đang rưới nước cam lộ cho chúng ta, đang rưới đây, đúng không? Rưới nước cam lồ để chi? Để chữa cháy cái lửa sân giận trong lòng của chúng ta. Là quý đại đức, quý thầy trụ trì đây đang rưới nước cam lồ đó, Quán Âm đang thị hiện vào trong thầy trụ trì, Quán Âm đang thị hiện trong thầy, trong tất cả quý thầy cô, để đưa cái nước cam lồ đó rưới mát lên tư tưởng cũng như cái tâm sân hận của Phật tử. Thì chúng ta còn phải tìm những cái hình ảnh nào? Đừng có mơ Phật Quán Âm ở trên mây đi xuống, đúng không? Rồi là đà, rồi nắm mình dương liễu, rồi nắm cành liễu rưới rưới. Không có. Quý vị hay mơ vậy lắm. À, nên chúng ta phát cái nguyện lớn để cho cái tâm của chúng ta nó vững vàng. Rồi khi chúng ta đã phát nguyện rồi là quý vị phải làm sao? Phải đi, đúng không? Là phải thực hành. Kinh điển của Phật dạy không phải để bây giờ chúng ta lên ngồi tụng lại cho Phật nghe. Phật đâu có cần nghe, đúng không quý vị? Cái lời của thầy nói ra cho Phật tử rồi, đâu cần Phật tử nói lại cho thầy nghe đâu. Thì Phật cũng vậy, Phật đã nói cho chúng sanh, con đi tới con đường đó, con đi tới ngã tư đó, cái đèn xanh đèn đỏ đó, con đi bao nhiêu cây số là nó sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Phải không quý vị? Kinh điển là như thế. Rồi bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta tin tưởng Phật rồi, chúng ta phát nguyện theo Phật rồi, mà chúng ta không có đi. Dạ con nghe lời Phật, Phật chỉ vậy con nghe, mà con cứ đứng đó con hỏi hoài, thành phố nó ở đâu, nó đẹp làm sao, nó bao lớn, nó màu sắc như thế nào, mà cứ con ngồi ở Vĩnh Long con hỏi ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao biết, phải không? Phật nói con đi đi, con yếu yếu thì con đi vài ba bước,
Rồi con nghỉ ngơi rồi con đi tiếp ra ba bước nữa thì con đi thế nào cũng tới thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ ta diễn tả cái cảnh giới của thành phố Hồ Chí Minh, các con biết đó, nhưng mà biết trong cái ý thức tưởng thôi, chứ không phải là thật. Phải không quý vị? Thì bây giờ chúng ta phát nguyện xong, chúng ta hành trì theo Phật. Quý vị cứ lên chánh điện Nam Mô A Di Đa Bà Dạ rồi gì đủ thứ hết. Rồi là nhật nhất tâm, nhật nhất tâm bất loạn. Cứ ngồi như vậy mà trì hoài. Cũng như Đức Phật nói, con đi lấy gạo, con xuống do đi, rồi con nấu thành cơm, con ăn. Không có. Con đi lấy gạo, con do nước, con đốt lửa, con nấu cơm. Cứ ngồi nhiều đó mà làm hoài, cơm đâu có mà ăn. Đúng không? Mà phải đích thân đứng dậy, đi xuống cái hũ gạo. Theo cái lời chỉ dạy đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy làm sao? Niệm Phật ngày thứ nhất cho tới ngày thứ bảy, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chứ đâu phải kêu mình lên mình ngồi mình cứ đọc hoài như vậy. Mà chúng ta không có nắm được cái chỗ này. Rồi chúng ta cho là chúng ta lên, chúng ta ngồi, rồi chúng ta tụng kinh cho nhiều, rồi chúng ta nói chung là mọi cái. Đó là sai lầm. Không đúng. Không phải như thế. Chúng ta phải nắm được, tin tưởng, rồi chúng ta phát nguyện rồi. Bây giờ chúng ta hành trì như thế nào? Chúng ta phải dồn lục căn vào câu niệm Phật. Tại vì chúng ta niệm Phật hời hợt quá, phân tâm quá, không có chú tâm vào câu niệm Phật. Thành ra chúng ta đâu có thấy cái sự an lạc của tự tâm đâu. Rồi đôi khi chúng ta tu thời gian chúng ta mệt mỏi, chúng ta không thấy được một cái lợi ích gì hết. Phải không quý vị? Là do quý vị chưa thực sự chú tâm. Bây giờ cái phương pháp thực hành câu niệm Phật là sao? Phải trụ lục căn trên câu niệm Phật. Tai gì? Thường nghe trong lòng khởi lên câu niệm Phật. Thường nghe. Chúng ta đâu có thường nghe. Đúng không? Chúng ta thường nghe cái gì đó mà chúng ta quên đi cái câu niệm Phật. Thì quý vị Phật tử biết, tai chúng ta nghe từng câu trong lòng chúng ta nó khơi dậy và nhìn thấy trong cái chỗ đen tối của tâm hồn, trong cái chỗ gọi là không có một cái gì trong đó, nó từng chữ đi qua, phải không? Từng chữ qua một cách sáng tỏ. Rồi khi mà nghe trong lòng niệm Phật, thấy được câu niệm Phật ở trong lòng, quý vị sẽ cảm nhận tiếp bốn cái sau. Là gì? Mũi. Mũi ngửi được cái gì? Được cái hương giải thoát từ trong câu niệm Phật nó sẽ ra. Do mình chưa có cái tâm trụ trên câu niệm Phật, mình không cảm nhận được cái mùi hương giải thoát này. Không quý vị? Đó. Rồi cái lưỡi của chúng ta cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được cái vị an lạc của câu niệm Phật. Rồi thân của chúng ta cảm nhận được gì? Cảm nhận được cái sự trang nghiêm của cái câu niệm Phật. Mà cái trang nghiêm của thân này mà cảm nhận được cái sự trang nghiêm là đồng với thân của Phật, chứ không khác. Phải không? Thân Phật là thân trang nghiêm tốt đẹp. Mà cái thân này được trang nghiêm trong từng câu niệm Phật như vậy, có phải là thân của Phật hay không? Đâu còn thân của chúng sanh nữa. Do chúng sanh mê muội cho cái thân này là thân của chúng sanh. Nhưng mà khi cái tâm này nó đã trụ trên câu niệm Phật một cách miên mật và an lạc, thì cái thân này là thân trang nghiêm tốt đẹp của mười phương chư Phật, chứ không phải là tâm của chúng sanh. Rồi ý thì sao? Ý
cảm nhận được sự thanh tịnh hoàn toàn. Thanh tịnh không còn một cái vướng bận đau khổ sợ hãi nào nữa. Nên mới gọi là phải lấy lục căn dồn vào trên câu niệm Phật. Quý vị làm được như vậy một thời gian ngắn thôi, không đến 7 ngày quý vị sẽ cảm nhận được cái hương, cái vị, cái sự thanh tịnh giải thoát trong tự tâm của chính mình. Nhưng không phải ngồi ở đạo tràng này mới hành, phải không? Mà từng giây từng phút trong 4 cái quay nghi đi đứng nằm ngồi luôn luôn dồn lục căn vào câu niệm Phật. Chúng ta làm chưa được. Chưa được là